Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hôm nay một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu thực hiện chi trả tiền hỗ trợ theo quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng. Hôm nay, ông Hoàng Văn Khởi và trên 700 người dân thuộc đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 của xã Liên Phương đã được cán bộ xã kịp thời trao tận tay tiền hỗ trợ. Ông Khởi có hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng ông già yếu, nên việc được nhận khoản tiền hỗ trợ 3 tháng là 1,5 triệu đồng sẽ phần nào giúp gia đình ông có thêm chi phí trang trải cuộc sống. Được đảng, nhà nước hỗ trợ, đấy là một điều rất là đáng quý. Trong lúc khó khăn này thì càng ý nghĩa và càng làm cho chúng tôi tin tưởng vào cái đường lối chính sách của đảng và nhà nước, động viên chúng tôi cố gắng hơn nữa và phải quyết tâm hơn nữa trong cuộc sống. Được là nhà nước và chính phủ tỉnh với xã là quan tâm là cho chúng tôi gạo và tiền, chúng tôi rất phấn khởi và xúc động. Trong đợt này, toàn tỉnh có gần 110.000 người thuộc 4 nhóm đối tượng được hỗ trợ thụ hưởng gói an sinh xã hội của chính phủ với tổng số tiền là trên 131 tỷ đồng. Trong đó có trên 66.000 người có công, thân nhân người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 với mức là 500.000 đồng một người một tháng. Gần 46.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng mức hỗ trợ là 250.000 đồng một người một tháng. Hiện đã có huyện Văn Lâm, thành phố Hưng Yên tiến hành chi trả cho các đối tượng. Để hỗ trợ cho các người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo từ thành phố cho đến các phường xã, kịp thời rà soát, đảm bảo công khai minh bạch, không xảy ra những vi phạm và những trục lợi, cũng không có những cái trường hợp trùng lắp cũng như là không có các cái trường hợp bỏ sót. Chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng của thành phố và các phường xã, và nguồn thứ hai là nguồn cải cách tiền lương để thực hiện việc chi trả. Để việc hỗ trợ bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, công khai minh bạch, tránh trục lợi chính sách, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã phân công cán bộ phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đồng thời đôn đốc các địa phương tiến hành chi trả kịp thời. Các điểm chi trả tiền hỗ trợ đều niêm yết công khai danh sách các đối tượng được hỗ trợ tiền để mọi người tiện theo dõi, nên được người dân đồng thuận cao. Điều đáng nói là có một số người khi nhận tiền hỗ trợ còn tự nguyện ủng hộ lại Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 địa phương để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, tôi là những người chính sách được nhận tiền hỗ trợ, nhưng mà đến đây thì thấy nhiều người còn khó khăn hơn. Do vậy là tôi ủng hộ toàn bộ số tiền được lĩnh là 1,5 triệu gửi các đồng chí trên tuyến đầu chống dịch. Việc nhanh chóng triển khai thực hiện chi hỗ trợ theo quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời cho một số đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại các địa phương đã và đang góp phần chia sẻ giúp người dân vượt qua khó khăn, đảm bảo cuộc sống, ổn định xã hội.